Voilà le. Ya rotearé a planta de cebola. Aquí vamos planta cebola, ¿ne? Tú no falas ya, cabán, ¿ya? Ok, hello, ya, cabán. Ok, chào mừng các bạn trở lại với kênh Thế Giới Vlog Cuộc Sống Châu Phi. Hôm nay bác trưởng thôn bản Kapingala các bạn có một cuộc họp cuối tháng ở trong thị trấn á. Thì mình chờ bác là buổi trưa đón bác về bản Kapingala, cũng như là tiền thể đấy là ghé xuống thăm ruộng lúa các bạn. Thì hôm rồi là mấy bác cháu mình có muốn phun cái cây thuộc lân siêu xanh ấy. Thì hôm nay muốn ra cùng bác để xem cái cây lúa có sự thay đổi gì không. Thì tới đấy cũng sẽ nghe theo mọi người là sẽ tiến hành là xả nước ấy, xả nước hết để mà phun lại lần hai sau 7 ngày đến 10 ngày. Después parece que pinta bien. Tira ya. Tira. Primero rotear sí. Y la próxima semana yo voy a pedir, mesmo conseguir pedir no trato alguma día. Voy a pasar no Kapingala. Después voy a pasar ahí también. Mình cũng hy vọng là tuần tới đấy có thể là mượn được máy cày các bạn. Thì lúc sáng có điện cho chủ quỷ thôi. Nhưng mà hiện tại bây giờ máy cày cũng đang bần làm ở trong mấy nông trại trong kia. Thì có thể tuần sau thì mới mượn được máy cày thì sẽ tiến hành làm cày ở đang chỗ nông trại số 2 của bản Kapingala, cũng như là ở ngoài chỗ khu vực bản cày tí này. Thì đấy, hiện tại mọi người đang tiến hành đào đất lật cỏ để mà chuẩn bị cho diện tích trồng hành các bạn. Đấy, nói chung là thì cái gì đến trước thì làm trước, có thể trồng hành, có thể trồng ngô, ở đất ở đây thì cũng tương đối ẩm ướt các bạn. Đó, cái ai pot di planta no que ahí semente milho también ya está pronto. Terra está mole, ¿no? Terra no muito seca. Ở đây đất rất là ẩm các bạn ạ. À, no, va, continúa ya. Nó vừa pasar no que no arroz ve como. Hôm nay giới thiệu với mọi người là có thêm bà Agutinho, cũng là một trưởng bản, cùng bản kế canh bản Kapingala các bạn. Cũng gần nhau nên là bà ra đây để cùng với bà trưởng thôn bản Kapingala và mình thì ra xem cái vườn lúa, thăm cái vườn lúa luôn. Đây cũng là lần đầu tiên bà nói chung bác chưa biết cây lúa là như thế nào cả. Thì hôm nay là mình dẫn bác ra để bác tận mắt chứng kiến cây lúa luôn. Aquí para Agutinho, sao arroz do Vietnamita. Todo ese mismo antes, so, tipo así mata, capiñi. Okay. Después luta, luta mismo. Okay. Y ahora planta más arroz también, ese tiempo no crece bien. Okay. ¿Para que tiene arroz? Ahí no. Nunca vi. ¿Nunca vi, eh? Nunca vi. Es la primera vez. Ah. Aquí arroz así, cultivar. Ok. Mete más una vez de remedio. Ok. De puxa un poco, ve cómo. Ok. Es que lần đầu tiên thử nghiệm luôn nữa que bản cái tí, nói chung là không chỉ riêng bản thân mình các bạn mà toàn bộ trong tất cả các anh em thì nhìn chúng là cái hướng thất bại rất là lớn các bạn. Đấy, nhưng mà kiểu là lần đầu tiên thử nghiệm ấy, nhưng mà gặp vào đúng cái giai đoạn là không phù hợp với thời tiết. Đấy, nên là cây lúa kiệm phát triển. Thì bây giờ khả năng tới đấy thì mình sẽ để một vài thửa gọi là ruộng tương đối đẹp để mà chăm bón tiếp tục. Còn những cái thửa mà đã kém rồi các bạn thì mình khả năng sẽ là bố trí mọi người là tiến hành phá đi để mà gọi là làm mới đất để mà chờ sẵn cho cái giai đoạn mà mùa mưa tới các bạn. Sau này khi mà thời tiết ẩm lên, mưa xuống thì sẽ tiến hành cày lúa tiếp. Tôi pensa así para el pueblo. Alguma labra, tipo aquí te alguma, la caíti también te alguma, no está bom. Traga, rotiaza, después espera. Cuando suba a bater, va a plantar más de novo. Porque ese, epa, parece mesmo, ya no consigue nada. Thì mình có nói với bác cái nội dung là như lúc nãy mình có đề cập rồi. Cái khả năng những cái ruộng lúa nào mà cảm thấy không có tiền tiền á, không gọi là không triển vọng á, thì sẽ tiến hành là phá đi để rồi mà làm đất để chờ cái giai đoạn là mưa xuống á để mà tiến hành cây mới. Ta mấy té à gúm ta xây bền nơi tu đu nó ta bồng mà
So mesmo temos chuva, parece sai mesmo comida, muito mesmo. Thì hôm nay mình có dẫn bác đường thôn bản Chingolo các bạn. Thì cũng là một bản gần bản Capingala. Thì đã thăm ruộng lúa. Thì vừa rồi có phun lấn siêu xanh các bạn, nhưng mà tình hình cây lúa cũng không có cái chuyển biến gì rõ rệt lắm. Đấy, nói chung là rất nổi tiếc các bạn. Do cái thời tiết và thời điểm hôm nay nó không phù hợp nên là cây lúa không phát triển được. Ngày hôm nay mình đọc rất nhiều là comment các bạn. Thì nói chung là cái hôm qua mình có nhờ mọi người góp ý là cái chế phẩm sinh học ấy, để mà phun diệt trừ sâu rây ở nơi chỗ cây cà chua các bạn. Thì hôm nay mình chuẩn bị là ở đây có hai trái nước rửa chén các bạn, với lại một nửa trái dầu ăn nữa. Thì ở đây mình sẽ phá tỷ lệ, nói chung tỷ lệ bây giờ mình chưa nắm rõ được, phá bây giờ phá chưng chưng các bạn. Thì mình chưa nắm rõ được là nó nhiều hay ít như thế nào, đậm đặc hay là nó ấy. Thì mình trước mắt mình sẽ phá như thế này đó. Có nhiều comment thì hướng dẫn là cho thêm ớt cay các bạn. Thì tại vì hôm nay mình ra chợ mà không gặp nên là mình không mua ớt cay các bạn, chỉ là chắc dầu ăn và mà nước rửa chén thôi. Những cái này thì cũng rất là dễ tìm kiếm các bạn. Cái này một nửa hay là cả trái nữa. À, thì mình chơi khoảng tầm 350ml nước rửa chén các bạn. Dạ, tá bom. Mistura. Pode misturar mesmo em Francisco. Isso é só comida. Isso é água de lavar. Aí não tem veneno, mata a pessoa. Thì mình nói em ấy, có thể sử dụng tay quậy các bạn. Nói chung là cái này thì nước rửa chén và dầu ăn thì nó không chả ảnh hưởng gì đến sức khỏe cả. Vamos provar, pai. Sim. Vai matar aquele bicho. Nós a passar veneno, nada. Sempre. Sim. Então, alguma está ensinando a fazer isso. Então, nós vamos fermentar. Sim. Thì mình có nói với bác á, thuộc bảo vệ thực vật thì đã phun đến 2-3 lần ở đằng kia rồi, nhưng mà cái con rầy nó vẫn không hề được các bạn. Thì nhờ cộng đồng Phan Tâm Châu Phi cùng những cộng đồng mạng ở Việt Nam thì hướng dẫn thì sẽ thử nghiệm như thế này nhá. Không biết thiệt đi. Sẽ thử nghiệm các bạn. Sau đó thì sẽ theo dõi xem cái hiệu quả của cái hỗn hợp này nó sẽ như thế nào các bạn. Nếu mà tốt thì hôm sau sẽ cứ như vậy mà phát huy thôi. Dạ, tá cheio, né? Sim, tá. Dạ, então outro, mete outra máquina. Sim. Ah, pai, vamos. À, mình sẽ để cho em Francisco cho vào cái bình tưới kia. Còn bình này thì mình sẽ qua hướng dẫn bác. Nói chung là bác trưởng thôn thì cũng rất là, còn là rất là rất khỏe các bạn. Pai, é assim, né? Aham. Vão, tipo assim, entra no fundo, hein? Ok, ok. Entra no fundo. Tá bem. Já? Yeah? Sim. Uh-huh. Tá bem. De matar aquele bicho. Bicho. Força, pai. Yeah. Pai, vai puxar, mano. Vai puxar ainda. Sim. Vai, puxa ainda. Ok. Já, pai, devagar só. Tá bem. Devagar, pai. Uhum. Tipo, lá embaixo do folha. Uhum. Força.
Anh sẽ phải sắp đến nữa nhé. Hy vọng là sẽ thành công các bạn. Diệt được cái rây này thì cũng tương lai gần thì chuẩn bị là có cà chua bán này. Những quả rất là nhiều. À, ngày hôm qua thì các em chưa tưới được á, nên là ở đây rất là khô. Hôm nay thì ngày hôm nay bố trí cho các em tưới các bạn. Đấy. Thì nước về rất là nhiều luôn. À, bây giờ mình sẽ để cho bác tiếp tục phun cái chế phẩm sinh học này các bạn. Thì mình sẽ di chuyển lại đăng ký xem các em chuẩn bị đất để tiến hành trồng rau cải Việt Nam các bạn. Rau cải bé. Thảo ơi. Ok các bạn, thì ngay trước ở chỗ này thì mình tính là sẽ thử nghiệm trong cây lúa các bạn. Nhưng mà cái tình hình không khả quan lắm nên, nên bây giờ sẽ tiến hành sử dụng cái khu vực này để mà trồng cải các bạn ạ. Chỗ này mà trồng cải với lại để sau này tiền tưới tiêu á. À, bên này có cái vườn cà chua của người dân các bạn, cũng sâu rây rất là nhiều. Thì không riêng gì khu vực cà chua của mình cũng như bác cũng như đồi nông nghiệp các bạn, ở đây cũng rây rất là nhiều. Bí sụt ra mấy mùi tủ ở đây, nói chung còn rây nhiều các bạn. Đây này, đồm đồm trắng đây các bạn này, rất là nhiều luôn. Toàn bộ chỗ này là rây nó phá kinh khủng luôn. Acaba vai buscar no que semente, vai buscar semente, vai planta tipo arori, já? Aqui vai buscar semente, vai planta esse, carteira com esse carteira ainda, dade? Vai. A Verônica, Bita, vai buscar na semente, tipo grande rangai, já? Avança rápido, acaba esse dois, aqui amanhã. Nói với các em. Ngày hôm nay cố gắng tranh thủ trồng được hai ruộng này. Ngày mai sẽ tiến hành trồng tiếp ở dưới kia và bên kia các bạn. Thì hôm trước cũng có trồng thử nghiệm lúa đấy các bạn, nhưng mà nói chung có vẻ không khả thi các bạn. Với lại do cái thời tiết thời điểm này cũng quá lạnh đi. Đấy. Thì chỗ này thì chắc là mình để vậy thời gian nữa xem thế nào. Cái cây lúa đấy thì có vẻ không phát triển được. Bao nhiêu công sức là đổ sống đổ bể các bạn. Thì dù sao thì cũng đang thử nghiệm là nên là cây lúa trồng cho biết các bạn đấy. Nhưng mà ở đây thì khả năng thành công rất là thấp luôn. Đây các bạn này, cải rộng Việt Nam này. Bây giờ chiều muộn rồi nên là cho các em tiến hành trồng cải các bạn. Hy vọng sau này thì sẽ có sản lượng thật là nhiều để chia cho các em. Sau này toàn bộ số này mình trồng được, thu hoạch được thì sẽ chia cho tất cả mọi người thôi, chứ năm nay mình sẽ không bán nữa. Thì sau đó thì mọi người các em muốn xử lý thế nào thì xử lý các bạn, có thể bán hoặc là sử dụng gia đình ăn hoặc là làm như thế nào để thi tuy cả em thôi. Đây thì bác trưởng thôn và em Francisco các bạn đang tiến hành phun chế phẩm sinh học. Đấy, là bao gồm dầu rửa chén và dầu ăn các bạn, để cứu lấy vườn cà chua này. Mọi người thấy đây, cà chua quả rất là nhiều luôn. Đấy, quả to nhiều. Xa xa đằng kia là em Anas đang tiến hành tiếp tục tưới dậy các bạn, tưới hành các bạn. Mỗi người mỗi việc ấy, nên là đặc biệt là các em trong đội nông nghiệp và bác trưởng thôn thì rất là chăm chỉ trong công việc các bạn. Số lượng người ít khiêm tốn nhưng mà làm công việc rất là tốt, rất là nhiều luôn. Thì có hạn chế của bản Kapinga là số lượng người tham gia lao động rất là ít. Mọi người bảo mình
sao không vận động người dân đi làm đấy. Nhưng mà cái đây thì phụ thuộc bác trưởng thôn và tất cả mọi người thôi. Mình có trao đổi với bác trưởng thôn rồi đấy, vận động người dân đi làm nhưng mà ít lắm, con số thực tế đi làm rất là ít luôn đấy, rất là khiêm tốn. Mình mong muốn là mọi người cùng đi làm để cùng tham gia lao động sản xuất và cùng học hỏi kinh nghiệm ấy, để sau này phát triển kinh tế hộ gia đình ấy. Lúc mà anh em mình không còn tiếp tục ở đây nữa thì mọi người có thể là cải thiện thêm cuộc sống ấy, nắm bắt được khoa học kỹ thuật thì có thể là cải thiện thêm được cái cuộc sống ấy, kiểu như vậy. Nhưng mà tình trạng mọi người kiểu nó rất là hạn chế luôn đấy, khó nói lắm. Thì ngay chỗ hôm qua mình có một suy nghĩ là lóe lên trong đầu là có thể khai hoang đằng kia để là làm cái ruộng lúa các bạn. Thì bởi hiện tại bây giờ là bản Cá Vinh là cũng chưa có một cái thửa ruộng nào đó gọi là của người dân bản cả. Đấy, ở chỗ đấy thì hiện tại ở bản Cá IT thì đó là đang cái khu vực đấy là đất mượn của bản Cá IT các bạn, nên là cũng chưa thể gọi đó là đất của là ruộng của các, nên cũng chưa thể gọi là ruộng của người dân bản Cá Vinh Nga La. Về lâu về dài thì cũng phải triển khai thì mô hình ruộng lúa nước của bản Cá Vinh Nga La các bạn. Đấy, hành tây hôm nay thì mọi người cũng thấy này. Đấy, một khoảng thời gian vừa vừa thôi, tối quá, nhưng mà hiện tại bây giờ cây hành tây phát triển rất là đẹp rồi, một màu xanh này các bạn. Tuy còn phải cải thiện rất là nhiều nhưng mà nhìn thấy cái màu xanh như thế này rồi cũng là rất là hy vọng luôn. Đang kia em ăn nạt thì đang tiến hành nhổ cỏ, vừa tưới nước vừa nhổ cỏ. Đấy, thỉnh thoảng xem có con sâu đục thân nào nó phá hành ấy, thì có thì bắt luôn. Đấy. Ở đây em trai Dô, em này cũng đang tiến hành tưới nước các bạn. Dô phải là chào các bạn đi. Chào các bạn. Ok. Ok các bạn, thì bây giờ muộn rồi, nội dung video ngày hôm nay mình chính là tạm dừng tại đây. Các bạn thấy ý nghĩa thì cho mình xin một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh Thì Nhân Vlog Cuộc Sống Châu Phi, để anh em mình có thêm động lực giúp đỡ người dân các bạn. Qua đó thì cũng gián tiếp phụ mình một tay để giúp đỡ người dân nhiều hơn nữa các bạn. Vậy phát là chào các bạn này. Chào các bạn. Ok.